Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp lời của Đức Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là thánh chánh định với các cận duyên và các tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các tỷ kheo, phàm có nhất tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này? Này các tỷ kheo, như vậy được gọi là thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Như vậy bây giờ đọc qua hai cái đoạn. Một đoạn nói về lục chủng thành tựu. Ai nói, Phật nói ở đâu, nói ở Savatthi, ở Sitavana, ở tinh xá của ông Cấp Cô Độc. Nói cho ai, nói cho chư tỳ kheo. Nói cái gì thì nói với chư tỳ kheo về thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Đây là chủ đề mà Đức Thế Tôn nói. Đức Phật nói và nói để làm gì thì bây giờ chúng ta xem coi Đức Phật nói để làm gì. Chánh kiến. Ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỷ kheo? Là chánh kiến đi hàng đầu. Tuệ tri tà kiến là tà kiến. Tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là chánh kiến của vị ấy. Đoạn này nói cho dễ hiểu, Đức Phật dạy chánh kiến là gì? Chánh kiến là phần đi đầu trong tất cả các môn, gọi là
nhận định đúng đắn để tu tập, cho nên gọi là chánh kiến phải đi đầu. Vậy là chánh kiến là thế nào? Như thế nào gọi là chánh kiến? Cái gì tà, ta biết nó là tà. Cái gì chánh, ta biết nó là chánh. Sự thấy biết và phân định như vậy được gọi là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà kiến? Không có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự, không có quả báo các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh ở đời, không có các sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh. Sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt, lại tuyên bố lên như vậy: này các tỷ kheo, tất cả những cái loại không đó được gọi là tà kiến. Vậy là tà kiến là gì? Chúng ta không khéo, chúng ta học chưa có tới đâu, chúng ta tạm gọi dạng pháp giai không, thì chúng ta tà kiến hay chánh kiến? Nhớ học đoạn này cho kỹ. Không có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự, không có quả báo thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không mẹ, không cha, không hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh, với thượng trí và chứng đạt, tuyên bố giảng dạy cho đời sau. Những quan điểm tri kiến như vậy được xem là tà kiến do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Cho nên chúng ta chưa đạt được, chưa hiểu thấu được lời dạy của Đức Phật, ta vội vàng tuyên nói dạng pháp giai không, điều đó rất nguy hiểm, rơi vào tà kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh kiến? Chánh kiến này các tỷ kheo, ta nói có hai loại. Này các tỷ kheo, có loại chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y, có loại chánh kiến này các tỷ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi. Phật tử ở bên ngoài mời vào bên trong để nghe pháp hết. Quý cô chú ở dưới đi lên trên, dành cho Phật tử ngồi ở dưới. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu? Thầy chú lên trên. Thuộc phước báo đưa đến quả sanh y, có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh ở đời, có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh. Sau khi với thượng trí của mình chứng đạt đời này và đời khác, lại được tuyên bố lên. Nghĩa là không phải tuyên bố một đời, mà tuyên bố đời này và đời khác. Như vậy, này các tỷ kheo, là chánh kiến hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Chúng ta nghe rõ nha. Đức Phật dạy từng lời từng chữ, nếu chư tổ đã thực lại đúng và đã được sàng lọc, chúng ta học những cái nó lợi ích thì chúng ta cảm thấy lợi ích vô cùng. Những vị có chánh kiến là tuyên bố những cái lời nó mang đến lợi ích, cho nên cái gì có Đức Thế Tôn dạy là có chánh kiến phải nói có. Cho nên có bố thí, cúng dường, tế tự, có quả báo thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có quá sanh, có sa môn, có bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh. Sau khi với thượng trí của mình chứng đạt đời này và đời khác, được tuyên bố lên. Nghĩa là chứng đạt đời này và đời khác là sự chứng đạt đó nó được tuyên bố, có nghĩa là giảng thuyết lại cho những người đời sau. Cho nên cái đó đó được gọi là chánh kiến hữu lậu. Như vậy chúng ta có bao nhiêu loại chánh kiến? Thì tạm nói hữu lậu, nghĩa là mặt sau chúng ta hiểu đó là vô lậu. Nhưng mà chánh kiến hữu lậu thì thuộc phước báo chứ không phải công đức. Thuộc phước báo vẫn đưa đến quả báo sanh y.
Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi? Phàm cái gì các này các tỷ kheo thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, tạch pháp giác chi, chánh kiến đạo chi của một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm, chánh kiến như vậy, này các tỷ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi? Ở đây chư tổ thuật lại, cố đại lão hòa thượng đã dịch lại, nhưng có những cái chỗ ngài vẫn để có thể dịch ra được, nhưng mà dịch ra rồi nó sẽ làm cho đời sau không phát huy được khả năng của mình, cho vậy quý ngài vẫn để nguyên. Có những chỗ chúng ta phải tư duy sâu, chứ nếu không nó tối nghĩa và chúng ta hiểu nó đa nghĩa. Ở đây chánh kiến thuộc bậc thánh, như vậy thì phần đầu nó chánh kiến thuộc hữu lậu, thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Sanh y có nghĩa là y báo ở đời này và đời sau. Cái chữ sanh y nó mang cho chúng ta hai nghĩa, y như chúng ta nói là sanh báo, hậu báo vậy đó. Hiện báo, hậu báo và sanh báo. Như vậy sanh y được xem như là quả báo hữu lậu của đời này và đời sau. Khi đưa đến cái quả báo hữu lậu đó thì chắc chắn phải có một loại chánh kiến đưa đến bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi. Cái việc mà thuộc đạo chi nó là một dấu chấm hỏi để cho người sau phải giải mã cái chữ thuộc đạo chi. Tại sao chư tổ dịch lại, chư tôn thiền đức dịch lại mà không dịch rõ cái chữ thuộc đạo chi? Giả sử như bậc thánh vô lậu siêu thế, dầu rằng từ có thể khó nhưng mà nghĩa có thể dễ, nhưng mà chữ thuộc đạo chi nó được giống như là người học tiếng Hán phải học là học chi hồ giả giả. Học chi hồ giả giả là để cho biết rằng người nào học chữ Hán thì chỉ có bốn cái chữ mà được xem như là ai mà học tốt bốn chữ này, vận dụng vào trong cái bài văn bốn chữ này, được xem như là một học giả, có học thuật, có rõ hiểu để dùng cái từ chi hồ giả giả. Tiếng Hán khó nhất bốn từ này, cho nên gọi là học chi hồ giả giả. Nó được xem là trợ từ, được xem như là động từ, được xem như là đại từ, được xem như là một hình dung từ, một tính từ, rồi một số từ. Cho nên ở đây có chữ chi mà chư tôn đức vẫn để như thế, được gọi là thuộc đạo chi. Như vậy một bậc tỳ kheo phàm cái gì, này các tỳ kheo phàm cái gì thì gọi là căn trần thức. 18 giới này tạm gọi nó là phàm cái gì. Này các tỳ kheo, thuộc về trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến đạo chi của một vị tu tập thánh đạo. Nghĩa là vượt qua khỏi cái hữu lậu, bây giờ lên cái quả vị thánh là vô lậu, nhưng vẫn nói là cái đạo chi của một vị tu sĩ tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm, chánh kiến như vậy, này các tỷ kheo thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi. Cho nên cái từ thuộc đạo chi đó nó hàm nghĩa cho một vị có chánh kiến để từ hữu lậu đi lên vô lậu, vị đó có thể từ tổng tướng của các pháp môn hành trì một cách rốt ráo các biệt tướng để vận hành nội hàm của một thể loại một cách thuần thục,
để có thể phát ra ngoại vi một cách phổ cập từ mọi tầng lớp có khả năng lĩnh hội được lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn. Vị ấy được xem như là thuần thục trong thánh đạo. Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm đạt được và an trú chánh kiến, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Bây giờ chúng ta nghe một tiến trình mà Đức Phật dạy chư tổ thuật lại. Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến có nghĩa là một cuộc chiến đấu giữa một sự tinh tấn có học Phật, có hiểu biết, đi từ hữu lậu đi đến vô lậu. Trong quá trình thành tựu chánh kiến ấy, là một quá trình đoạn trừ tà kiến thì sẽ thành tựu chánh kiến. Như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Như vậy thì ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến. Lấy ví dụ cụ thể, chúng ta có một cái bệnh được gọi là tà kiến. Bây giờ chúng ta trị bệnh cho nó hết thì được gọi là chánh kiến, nghĩa là khi hết bệnh chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, minh mẫn. Trong một cơ thể khỏe mạnh không có vọng niệm sanh thì chánh niệm thành tựu. Vậy thì khi chúng ta đã diệt trừ hết những cái phần vi khuẩn ở trong cơ thể của mình, chúng ta đã cân bằng được trong cơ thể của mình ở trạng thái quân bình thì gọi là tứ đại điều hòa. Chứ không phải nói là giờ nóng mà tôi hết nóng, không phải. Nóng nó được quân bình, chứ dùng cái từ hết nóng là bạn đã sai rồi. Trong cơ thể của bạn có hai phần âm và dương, mà bây giờ mình sốt cái mình lạnh, lạnh gọi là phần âm nó thịnh cho nên mình cảm lạnh. Mình nóng mình sốt gọi là phần dương nó thịnh thì gọi là sốt là nóng. Bây giờ mình uống thuốc cho nó hạ sốt, chứ không phải uống thuốc cho hết sốt. Uống thuốc cho hết nóng thì nóng nó đi đâu? Uống thuốc cho hết lạnh thì lạnh nó đi đâu? Nghĩa là trong ta không hề có hết cái nóng hay cái lạnh. Trong ta không hề có hết cái tham, cái sân, cái si, mà chúng ta đang quân bình nó. Cho nên đạo Phật gọi là trung đạo. Hiểu cái ý đó để chúng ta quân bình nó mà không phải diệt nó hết. Cho nên nói giờ tôi hết bệnh rồi, trong cơ thể tôi không còn con virus nào. Bậy không. Đang quân bình nó, chứ không phải là diệt tận nó. Diệt nó hết là mình chết luôn. Nghĩa là con người không bao giờ diệt nó hết mà phải quân bình nó thôi. Cho nên hỏi là mình phải giết nó, mình quýnh, mình giết cho tận gốc. Thật, cái đó là ngu dữ lắm. Mà khi nào diệt tận gốc thì có, nhưng mà đó là Đức Phật. Khi diệt tận gốc rồi thì quý vị thấy là Ngài không có ăn miếng nào luôn. Ngài không ăn mà cơ thể của Ngài vẫn tồn tại, thì cái đó là Ngài diệt tận gốc, thì Ngài là Bậc Thánh chứ không phải là chúng ta. Chúng ta không có diệt tận gốc được. Nhớ cho rõ như vậy đó. Đức Phật Ngài diệt tận gốc thì Ngài hiểu cái nghĩa diệt tận gốc của thân, và hiểu cái nghĩa là diệt tận gốc phiền não. Như vậy chánh, ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến. Đấy, chúng ta bắt đầu từ từ, chúng ta chú ý nha. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm đạt được và an trú chánh kiến, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Hồi nãy là nói chánh tinh tấn là đoạn trừ rồi, đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến. Bây giờ chánh niệm đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến, như vậy gọi là chánh niệm. Như vậy ba pháp này chạy vòng theo chánh kiến. Ba pháp này chạy vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Rồi, bắt đầu tới chánh tư duy. Như vậy chánh kiến nó được hỗ trợ ở hai cái chánh nữa, gọi là chánh gì? Nó lớn lên mới học xong,
chánh tinh tấn với chánh gì? Chánh niệm. Ừ, mới học xong hỏi nên tinh quánh đòn quá. Như vậy trả lại cái phần đầu, Đức Phật dạy cái gì, cái nội dung của bài này Đức Phật dạy cái gì? Phàm có nhất tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này, này các tỷ kheo, như vậy gọi là thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Vậy là chánh kiến được cận duyên và tư trợ ở hai cái chánh, là chánh gì? Chánh tinh tấn và chánh niệm. Vậy sư phụ hỏi, vậy là chánh nào là cận duyên và chánh nào là tư trợ? Chánh nào là cận duyên, chánh nào là tư trợ cho chánh kiến ở hai cái chánh là chánh niệm và chánh tinh tấn? Ai giơ tay đứng lên nói liền. Rồi xin mời Quảng Tánh. Gì mà nói lộn xộn vậy chị? Nói lại. Dạ. Ai gì đọc bà sư phụ là coi theo con thấy á, thì thấy chánh tinh tấn á là trợ duyên cho chánh. Tư trợ và cận duyên. Dạ, tư trợ và cận duyên cho chánh. Bây giờ là cận duyên hay là tư trợ? Dạ là cận duyên. Cái nào là cận duyên? Chánh tinh tấn là cận duyên cho chánh kiến. Rồi còn chánh niệm là tư trợ cho chánh kiến. Rồi cho một tràng vỗ tay, ngồi xuống. Rồi còn ai nữa, ai có ý kiến khác hay là mình đồng tình hay là có thấy không phải vậy, cần nên đổi chỗ? Ninh Thinh là đồng lõ, ủa quên, đồng tình hay nên tin là không hiểu? Vậy là quý vị hiểu cận duyên là gì? Cận duyên là gì? Giả sử như sư thúc đang cận duyên với sư phụ, còn quý vị là tư trợ cho sư phụ. Rồi xin mời pháp sư Tuệ Quang. Chánh niệm là trợ duyên cho chánh kiến, còn chánh tinh tấn là tư trợ. À, vậy là nó ngược lại với lời của Quảng Tánh. Một tràng pháo tay tặng cho người thứ hai đặt vào ngược lại. Rồi mời pháp sư Tuệ Nguyện. Là tư trợ. Chánh tinh tấn là tư trợ, chánh niệm là cận duyên. Rồi cho một tràng pháo tay là khẳng định là cái ủng hộ cái tinh thần học thuyết phía sau. Là còn có ai về phe Quảng Tánh nữa không? Không có hả? Không có thôi, khó quá bỏ qua. Rồi bây giờ sư phụ thì không biết, các pháp sư nói về để đó đi. Bây giờ mình qua chánh kiến nào phải không? Bây giờ mình qua chánh tư duy ha. Lát mình quay trở lại đó mình kết luận. À, quý vị cùng nói với thầy cái khẩu hiệu mà chúng ta cùng học với nhau và chúng ta phải nhớ với nhau. Nói sai nhớ dai, cứ nói sai để còn nhớ dai.
không nói sai, quên hết. Cho nên là đừng có sợ mình nói sai, cứ nói sai, mạnh dạn nói để chi vậy? Để mình còn ghi sâu vào trong tâm khảm của mình nữa. Chánh tư duy ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu và như thế nào? Này các tỷ kheo là chánh kiến đi hàng đầu. Tuệ tri là tư duy, là tư duy. À, tuệ tri tà tư duy là tà tư duy. Tuệ tri chánh tư duy là chánh tư duy. Như vậy được gọi là chánh kiến của các vị ấy. Nghĩa là mình hiểu sai, mình biết mình hiểu sai thì mình có chánh kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà tư duy? Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Vậy là dục tượng trưng cho tham, sân tư duy là sân, hại tư duy là si. Ba loại tư duy: tham tư duy, sân tư duy và si. Ai nhắc tôi đang giảng rảnh ghê, chửi để cho nó chạy mất. Và này các tỷ kheo, như vậy gọi là tà tư duy. Vậy là tà tư duy là có tham, có sân, có si đi vào trong lối tư duy. Vậy thì ai tư duy có dục, có sân, có hại thì đó gọi là tà tư duy. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tư duy? Chánh tư duy này các tỷ kheo, ta nói có hai loại. Có loại chánh tư duy này các tỷ kheo hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Có loại chánh tư duy thuộc loại thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Như vậy này các tỷ kheo là chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Bài này học chưa? Dễ hay khó? Loại mô tiếp này được lặp lại trong cấu trúc dạy của Đức Phật. Vậy ngày xưa Đức Phật dạy có mô tiếp, có cấu trúc hay không? Có không? Có. Khi Đức Phật giảng một vấn đề, Đức Phật đều đưa cái khung, cái mô tiếp để Đức Phật điền vào chỗ trống. Thế thôi. Như là một đoạn văn được điền vào. Như vậy ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Ly dục, vô sân, bất hại gọi là tư duy, chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Thứ hai, vậy là cái thứ hai mình khỏi nói mình cũng biết là chứ gì. Cái cấu trúc mô tiếp đằng trước đem dán lại đằng sau là xong. Sư phụ đọc nhanh một chút. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tư duy thuộc bậc thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì thuộc suy tư, tầm cầu suy tư duy, một ngữ hành do sự hoàn toàn chú tâm, chuyên tâm của một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm, chánh tư duy như vậy, này các tỷ kheo, thuộc bậc thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Như vậy đoạn đó cũng dễ hiểu. Ai tinh tấn đoạn trừ tà tư duy, thành tựu chánh tư duy, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà tư duy, chánh niệm đạt được an trú chánh tư duy, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh tư duy, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Bây giờ hồi nãy mình chánh kiến ha, nó cũng chánh tinh tấn, chánh niệm, nó chạy vòng theo. Bây giờ chánh tư duy cũng có ba cái ba pháp chạy theo, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Được chưa? Nắm chưa? Tới đây ổn chưa? Buồn ngủ chưa? Xin mời pháp đại uống nước. Mời quý vị nhìn sư phụ uống nước. Quý vị phải có chánh kiến nha. Phải có chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Như vậy thì chúng ta một phút nhắm mắt lại
và quán chiếu những gì ta vừa học qua. Chúng ta vừa học qua chánh kiến Đức Phật dạy cũng được trợ, cũng được cận duyên và tư trợ bởi hai cái pháp là chánh tinh tấn và chánh niệm. Cũng có hai cái trạng thái để chiến đấu diệt được tà kiến, thành tựu được chánh kiến. Thì chánh kiến có hai loại, một là chánh kiến hữu lậu thuộc về phước báo sanh y, còn một chánh kiến vô lậu đưa đến quả thánh. Thì trong hai loại chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu đó cũng được sự tương trợ một vòng của chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Sau khi chúng ta học chánh tư duy cũng thế. Chánh tư duy được chánh kiến đi đầu. Chánh kiến đi đầu để nhận ra rằng cái nào là tà tư duy, cái nào là chánh tư duy. Trong quá trình để diệt trừ được tà tư duy thì cần phải dùng chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm để đạt được chánh tư duy. Mà chánh tư duy cũng có hai loại, một loại hữu lậu và một loại vô lậu. Loại hữu lậu đưa đến sanh y, phước báo của đời này và đời sau. Vô lậu đưa đến quả vị thánh, có thể đạt được vô sanh. Hiểu vậy? Tại sao chúng ta dùng từ có thể? Là bởi vì có những vị vẫn hướng đến quả thánh nhưng mới chứng có sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả đà hàm mà chưa đạt được vô sanh của bậc A-la-hán. Cho nên chúng ta nói có thể thánh quả đạt được vô sanh. Rồi, ta tiếp tục học chánh ngữ. Ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri chánh ngữ là chánh ngữ. Như vậy là chánh kiến của vị ấy. Giờ chúng ta thấy là trong bảy cái pháp đi sau của chánh kiến, cái nào cũng đem cái mô tiếp chánh kiến đi đầu. Tại sao gọi là chánh kiến? Được chưa? Cái đoạn này đoạn sau khỏi đọc, phải không? Hiểu không? Đại chúng hiểu không? Nghĩa là chúng ta lấy cái phần đó, chúng ta gắn vô cái phần sau nữa là chúng ta tự hiểu ha. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà ngữ? Vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, như vậy này các tỷ kheo, tất cả bốn cái đó gọi là tà ngữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ có hai loại. Loại chánh ngữ hữu lậu thuộc phước báo đưa đến sanh y. Loại thứ hai là chánh ngữ hữu lậu. Chánh ngữ, thế nào là chánh ngữ hữu lậu thuộc phước báo đưa đến trên sanh y? Đức bắt đầu giải thích là viễn ly vọng ngữ, viễn ly nó hai lưỡi, viễn ly ác khẩu, viễn ly lời phù phiếm. Như vậy này các tỷ kheo, là chánh ngữ hữu lậu thuộc phước báo đưa đến qua sanh y. Cho nên bây giờ mình tu á, mình dễ tu được phước báo hữu lậu. Là bởi vì sao? Mình không có nói chuyện người này người kia là mình có phước báo hữu lậu. Nhưng mà đạt được cái phước báo vô lậu thì mình phải thực hành Bồ Tát hạnh. Chứ còn mình nín thinh, cho nên có con khỉ nó bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt cái miệng, mình tưởng tu vậy là mau chứng đắc. Không phải, nó mới có phước báo hữu lậu sao chứng đắc. Cho nên ai nói cái đó là chứng đắc, nghĩa là người đó hiểu đạo chưa? Chưa. Mới hiểu chút chút. Yeah. Cho nên nói là giờ thôi tôi vô rừng tôi tu. Vô rừng tu chứng đạo à? Vô rừng tu mới có phước báo hữu lậu thôi. Cho nên mình đâu có lợi ích gì cho chúng sinh đâu mà có phước báo vô lậu. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh ngữ thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Cái gì này các tỷ kheo? Thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly bốn ngữ ác hành. Đối với một vị tu tập thánh đạo, thuần thuộc trong thánh đạo, có vô lậu tâm. Bây giờ mình phân tích sâu một chút về thuần thuộc trong thánh đạo. Cái gì gọi là thuần thuộc trong thánh đạo? Thánh đạo là cái tâm rộng lớn, tâm cao thượng, tâm siêu thế. Và thánh đạo chính là tâm vô lậu tâm. Mà vô lậu tâm thì tâm này đi vào trong nhân loại độ tất cả chúng sinh mà không hề có phiền não, gọi là vô lậu tâm. Thì do không có phiền não sanh cho nên gọi là thuần thục trong thánh đạo. Có hiền thánh tâm
Vậy là hiền thánh tâm là gì? Hiền thánh tâm nghĩa là những bậc hiền, bậc thánh, mà tâm của bậc hiền nghĩa là tâm bất thối chuyển. Tâm của bậc thánh là tâm rộng lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng, nhưng mà ẩn hiện ở đó một sự bất thối chuyển, một ý chí, một nghị lực, một nhiệt huyết. Chứ không phải là chỉ có cái tâm rộng lớn để rồi chúng sinh nó tu tu không tu thôi, nó tụng kinh tụng không tụng thôi, nó ăn cơm qua đường thì ăn, không ăn thì nó ngủ, dư cơm lại đó thì đổ cho cá ăn. Bởi vì cái tâm mình rộng lớn, mình đâu có la rầy nó làm chi. Nói như vậy là nó lười, nó ì ra đó. Vậy thì mình có thánh tâm không? Không. Tại vì chết sống mặt bay mà, mắc gì mình phải nói. Cho nên mà nói tới nó thì sao? Lông tóc dựng ngược. Bởi vì nó đang ngủ, mình vô mình kêu giật, nó làm râm. Nhìn thấy sư phụ nhảy xuống, chứ còn thấy người khác là chết chết tôi. Nhưng mà sao? Ngang đầu, cứng cổ, lì lợm, khó dạy, khó sửa. Nhưng mà cố gắng đừng bỏ qua. Có khi nó vừa hết cái đốt làm biếng, nó có cái đốt của bậc hiền, nó lên luôn. Nhờ lên luôn như vậy mà tới chừng mình chết rồi, nó nói một câu: con cảm ơn sư phụ, nhờ hầu đó sư phụ quánh mà con nên người. Lúc đó mình chết mất. Như vậy, này các tỷ kheo, là chánh ngữ thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế thuộc đạo chi. Ai tinh tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, chánh niệm đạt được và an trú chánh ngữ, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng vòng theo chánh ngữ, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Ba pháp này chạy vòng vòng theo chánh ngữ. Ở trong đây tại sao chánh ngữ mà không có chánh tư duy chạy vòng vòng theo, mà chỉ có chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm? Tiếp, chánh nghiệp. Ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỷ kheo? Chánh kiến đi hàng đầu. Tuệ tri tà nghiệp là tà nghiệp, tuệ tri chánh nghiệp là chánh nghiệp, như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà nghiệp? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, như vậy này các tỷ kheo là tà nghiệp. Như vậy tà nghiệp chỉ có sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh. Như vậy cái tà nghiệp này nó thuộc về ba cái giới, giới thứ nhất, giới thứ hai và giới thứ ba. Thì cái tà nghiệp này nói về thân. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp này các tỷ kheo, ta nói có hai loại. Có loại chánh nghiệp này các tỷ kheo, chánh nghiệp hữu lậu thuộc phước báo đưa đến sanh y. Có loại chánh nghiệp thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế thuộc đạo chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y? Viễn ly sát sanh, viễn ly lấy chuộc của không cho, viễn ly tà hạnh trong các dục. Như vậy này các tỷ kheo là chánh nghiệp thuộc hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế thuộc đạo chi? Cái gì này các tỷ kheo? Thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly ba thân ác hành. Đối với một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có hiền thánh tâm, như vậy này các tỷ kheo là chánh nghiệp thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế thuộc đạo chi. Mình đọc cái đoạn này mình thấy cũng giống cái đoạn trước, nhưng có điều cái là nói là chánh nghiệp mà thôi. Từ khước chưa hiểu hả? Từ khước là từ khước là khước từ. Từ khước là khước từ. Từ bỏ là bỏ từ từ. Vậy từ khước là gì? Chữ khước nó giống chữ chối. Từ chối ha? Từ chối có nghĩa là không nhận.
Từ khước là không nhận, còn từ bỏ là mình nhận rồi về bỏ, còn từ khước là mình không nhận. Giả sử như cái việc đó là mình không có cho nên mình không nhận, cho nên là mình từ chối, từ khước. Tóm lại là anh không hiểu chữ khước phải không? Thầy cũng không hiểu đâu. Khó quá, bỏ qua. Sư Thúc giảng dùm chữ khước đi. Khước từ là như là theo. Thử giảng miếng rồi uống nước cái. Theo đề nghị là cái khước từ đó là ví dụ như ai cho một cái gì đó mình không từ chối, cái đó là nó như là một thuật ngữ đó. Cái khước từ nó chỉ có vậy thôi chứ không có gì. A Di Đà Phật. Nghĩa là nãy Thúc có nói là cái gì người ta cho mình không từ chối thì gọi là khước từ. Có hiểu không? Còn không hiểu thôi. Hay là mình không nhận nghe nên mình khước từ. Ha. Từ chối dạ. Cho nãy sư Thúc nói nhanh quá cho nên Thúc nói không có từ chối, gọi là từ khước. Quynh nói vui mà, từ khước nghĩa là không từ chối. Vậy có hiểu không ta? Hiểu hả? Hiểu là được rồi. Cho nên là có nhiều lúc người nói như nè, nói vui để cho đỡ buồn ngủ ha, là khi chúng ta khước từ một vấn đề, khi chúng ta chối bỏ một vấn đề đó chúng ta có hiểu chưa, chúng ta hiểu cặn kẽ để ta khước từ chưa. Cái từ khước từ nó đồng nghĩa với từ đoạn đó, chứ không phải là đơn giản là mình từ chối là mình không nhận. Nó là thuộc về từ bỏ nhưng mà đoạn trừ, cho nên gọi là từ đoạn. Đoạn trừ. Từ khước nghĩa là quay mặt không bao giờ nhìn lại. Là khước từ là vứt sạch, chứ nó không phải là cái nghĩa đơn giản, cho nên nó cũng đồng nghĩa với là viễn ly. Ha. Từ khước là đoạn từ, là đoạn lìa, gọi là viễn ly, cho nên là cái chữ khước đó là nó nằm ở trong cái trường nghĩa này thì nó gọi là một sự dứt khoát mạnh mẽ. Cho nên là mình hiểu được trong cái quả vị thánh thì cái quả thứ nhất là ly sanh hỷ lạc, là mình bước vào trong cái tứ thiền rồi đó. Ly sanh hỷ lạc, ly sanh có nghĩa là bây giờ mình ly là có mấy ly cái xỉn à. Tại vì mình không ăn, không uống, không ngủ, xỉn không? Ba ly là xỉn. Xỉn miễn liền. Tại vì ly có nghĩa là khi nó khởi ra tâm đối, người này cũng không ăn. Tại ly cái tâm đối đó, lìa cái tâm đối đó. Chứ không phải là mình ly sanh cái mình nói là tại tôi không nghĩ xấu nữa là tôi ly sanh, không phải đâu. Cái người mà an trú trong thiền định, cái đối nó khởi lên, cái thọ đối nó khởi lên, người này ly cảm thọ đối. Rồi có một ly không muốn xiển niễn, đừng nó ba ly. giờ hiểu ý đó chưa nè. Chứ mình nói vui thôi nhưng mà phải hiểu sâu vấn đề, chứ không phải mình nói bốn ly là một sĩ. Ai tinh tấn đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, chánh niệm đạt được và an trú chánh nghiệp, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy vòng theo chánh nghiệp, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Rồi tới chánh mạng. Ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu như thế nào là này các tỷ kheo, là chánh kiến đi hàng đầu. Tuệ tri được tà mạng là tà mạng, tuệ tri được chánh mạng là chánh mạng, như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà mạng? Lừa đảo, nói lời mê ly, hiện tướng gian trá,
lấy lợi cầu lợi. Như vậy, này các tỷ kheo, xếp những lời nói trên đều gọi là tà mạng, nghĩa là lừa đảo, lời nói mê ly, hiện tướng, gian trá, lấy lợi cầu lợi, gọi là tà mạng. Và thế nào, này các tỷ kheo, là chánh mạng. Chánh mạng, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại. Có loại chánh mạng hữu lậu thuộc phước báo đưa đến sanh y. Có loại chánh mạng thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi. Và thế nào, này các tỷ kheo, là chánh mạng hữu lậu thuộc phước báo đưa đến sanh y. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử bỏ tà mạng nuôi sống với chánh mạng. Nói vậy khó hiểu thì ớn. Bỏ tà mạng nuôi sống với chánh mạng. Như vậy, này các tỷ kheo, là chánh mạng hữu lậu thuộc phước báo đưa đến quả sanh y. Có nhiều lúc mình học nhưng mà nói một cách đơn giản quá, cái mình không có học được gì. Vậy là bỏ tà mạng nuôi sống với chánh mạng, vậy là bỏ cái gì? Trả lời câu đầu, bỏ cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ cái gì? À, bỏ lừa đảo, không nói lời mê ly, không hiện tướng, không gian trá, không lấy lợi cầu lợi. Như vậy gọi là bỏ tà mạng nuôi sống với chánh mạng. Hiểu không đại chúng? Hiểu ha. Có khi cái từ đằng trước người ta nói rồi, bây giờ không nói lại nữa. Nhưng mà nhiều người học xong rồi không biết gì. Học rồi không biết. Hỏi giờ bỏ tà mạng là bỏ cái gì? Biết không? Nhờ nói bỏ tà mạng là bỏ cái gì? Đâu ai lên nói dùm cái coi, chứ để không lát qua cái bỏ tà mạng cái rồi quên mất. Xin mời. Xin mời, xin mời, xin mời. Sao nín thinh vậy? Đọc lại lần nữa. Rồi. Thế nào là tà mạng lừa đảo nói lời mê ly, hiện tướng gian trá lấy lợi cầu lợi gọi là tà mạng. Thì chưa? Tụng lần thứ hai. Này các tỷ kheo, thế nào là tà mạng là lừa đảo nói lời mê ly, hiện tướng gian trá lấy lợi cầu lợi. Như vậy này các tỷ kheo, Thế Tôn gọi các điều ấy là tà mạng. Vậy được chưa? Chưa được nữa hả? Có bốn cái à. Lừa đảo, nói lời mê ly, hiện tướng gian trá lấy lợi cầu lợi, ở năm. Vậy giờ bỏ tà mạng là biết chưa? Không bỏ bất mạng ráng chịu. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh mạng thuộc về bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi? Cái gì này các tỷ kheo thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly tà mạng? Đối với một vị tu tập thánh đạo, thuần thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có hiền thánh tâm, như vậy này các tỷ kheo là chánh mạng thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi. Cái từ thì nó cứ lặp đi lặp lại, nhưng cái nội dung dễ hiểu hay khó hiểu? Quá dễ hiểu luôn, nhưng mà thực hành không có được. Ta cứ lặp đi lặp lại, rất thuộc lòng, rất dễ thuộc lòng, ai chỉ để ý thôi, đọc cái đoạn này là biết liền. Chánh mạng thuộc bậc thánh vô lậu siêu thế thuộc đạo chi? Cái gì này các tỷ kheo thuộc ai vậy? Từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly tà mạng. Vậy đó, mình nhấn mạnh, mình đọc mình nhấn mạnh từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly tà mạng. Như vậy gọi là tu tập các bậc thánh, dễ hay khó? Nó dễ, nhưng mà nó lặp đi lặp lại, bài nào nó cũng lặp đi chang vậy hết, thì có khó không? Không khó, rất dễ học thuộc, nhưng mà dễ làm không? Ừ, vậy thôi, cứ học đi. Ai cũng giống nhau. Ai tinh tấn đoạn trừ tà mạng thành tựu chánh mạng, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy.
Ai chánh niệm đoạn trừ tà mạng, chánh niệm đạt được và an trú chánh mạng, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh mạng, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Đại pháp môn 40. Ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu và thế nào này các tỷ kheo là chánh kiến đi hàng đầu. Chánh tư duy này các tỷ kheo do chánh kiến được khởi lên. Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do chánh định được khởi lên. Này giống 12 nhân duyên không? À, nãy giờ sư phụ đọc vậy có tập trung không ta? Tập trung cái thấy nó 12 nhân duyên liền. Vậy là chánh kiến do cái gì khởi lên? Nhớ hả? À, chính cái trước do cái sao khởi lên. À. Vậy là chánh kiến đi hàng đầu. Chánh tư duy là do chánh kiến khởi lên. Chánh ngữ là do chánh tư duy khởi lên. Nghĩa là cái sau là do cái trước khởi lên. Nghĩa là chánh tư duy là do chánh kiến khởi chánh tư duy. Chánh tư duy khởi chánh ngữ. Chánh ngữ khởi chánh nghiệp. Chánh nghiệp khởi chánh mạng. Chánh mạng khởi chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn khởi chánh niệm. Và chánh niệm khởi chánh định. Chánh định khởi lên chánh trí. Chánh trí do chánh định được khởi lên. Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. Như vậy ta có 10 chánh. Ta thêm 2 chánh nữa là chánh trí và chánh giải thoát. Như vậy này các tỷ kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có 8 chi phần. Và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có 10 chi phần, gọi là thánh đạo chi. Hiểu chưa ta? Hiểu không? Hiểu. Mời chú ăn lên. Tại làm gì gãy đầu? Ủa chí nhiều lắm hả? Nãy giờ sư phụ nói gì hiểu không? Dạ sư phụ nói là có nói bác chánh đạo nghe thử. Nhận sư phụ là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh chánh trí, chánh giải thoát. Còn gì nữa không? Cẩn nhìn vô đây đọc mà. Đi kiểm tra mà để bài luôn. Rồi cảm Rồi cảm ơn con đã biết đọc chữ. Thấy không? Đâu có gì. Sở dĩ mà sư phụ để bài cho quý vị lên, chỉ cần biết đọc chữ nhìn vô. Ồ, quý cụ lớn tuổi sao thấy đường. Ta lợi thế là ta còn trẻ. Ta lợi thế là ta còn trẻ cho nên nhìn vô đây đọc ro ro luôn, thấy không? À, như vậy thì mình hiểu được là cái bậc hữu học á, thì có 8 chi phần, nhưng mà bậc A-la-hán thì phải thêm 2 chi phần nữa. Vấn đề này là vấn đề chúng ta phải tư duy đây. Nghĩa là chúng ta chỉ có mới tới chánh định thôi, thì chúng ta chỉ là bậc hữu học thôi, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta có 2 cái nữa, gọi là chánh trí và chánh giải thoát, nữa là đạo lộ của bậc A-la-hán. Rồi ở đây này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu và như thế nào? Này các tỷ kheo là chánh kiến đi hàng đầu. Tà kiến này các tỷ kheo do chánh kiến làm cho tiêu diệt. Và những bất thiện pháp được tà kiến duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong vị có chánh kiến. Các pháp ấy bị tiêu diệt trong vị có chánh kiến. À, đọc lại cái câu trên đó nè. Và những ác bất thiện pháp được tà kiến duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong vị có chánh kiến. Nghĩa là cái vị của chánh kiến là tiêu diệt
cái vị của tà kiến. Cho nên mình gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mà gần người xấu thì mình nhiều chuyện, còn mình gần Phật thì tự nhiên mình thấy mình an ổn. Hàng ngày mình phải ráng cố gắng nhiều lần gần Phật để mình được an ổn. Phật hiền lắm, lại tâm sự với Phật nói như mắt bố: Phật ơi, sao con khổ quá Phật ơi. Ông cũng linh thinh. Còn cỡ như mình tâm sự với bà Tám cỡ đó là bà chửi: mày mắc dịch tao còn hơn mày nữa, ở đó mình la âm sùm. Bắt đầu mình mới mở con cầu bổ quốc một buổi. Tại vì mình gần bả một đống phiền não mà. Cho nên mình thì phiền não mình tính mình lên mình trút vô bả, ai về quốc mới con cầu bổ quốc một buổi. Gồng mình ngồi nghe lần sau bye bye luôn. Cho nên là phiền não thì chúng sinh nó đầy luôn. Cho nên là nếu mà không gian này mà có chỗ chất á, mà phiền não mà nó hiện tướng á, thì không gian này nó đầy dày đặc rồi, tâm có đường đi. Cho nên là mình gần gũi bậc thiện hữu tri thức là mình sẽ nghe toàn là những lời hay ý đẹp, nó tạo động lực cho mình thoải mái dữ lắm. Cho nên gần những vị pháp hữu mà đồng tu mà nói những cái điều mà mình nghe nó sung sướng, nghe là nỗ lực nó vươn lên, nó siêng năng. Còn có nhiều người trời ơi lại gần nói xong rồi nhục chí anh hùng, mới vừa máu nóng lên nói xong tàn mất. Trời, cho nên là quý vị cũng để ý nha, thấy cái mặt ai lạnh lạnh nên nó cho em xin, em mới có chút xíu năng lượng, lại gần người này chắc em hết năng lượng luôn, thôi cho em xin ha. Nhớ là quý vị cứ làm sao để mình tránh cho được ha, chứ có nhiều người mình tới cái nó mất năng lượng luôn à. Mình gần tới là nói chuyện gì được không cho nó mất năng lượng. Cho nên là mỗi ngày mình cứ lên đây, dầu rằng không có sư phụ nhờ chú khai mở lên, chú giờ dữ lắm rồi nghe không. Đại chúng cho rằng vỗ tay để tán thán chú khai coi. Có khi không chứ sư phụ đề xuất chú khai làm luôn, nghe không. Còn có 2 năm nữa tốt nghiệp trung cấp chú, 1,5 năm hả con, 1,5 năm nữa rồi phải không. Ừ, 1,5 năm nữa làm trụ trì được rồi. Tại vì có trung cấp là làm trụ trì được rồi, nghe không. Cho nên là giả sử như Quảng Thiện là nó làm 2 trụ trì 2 chùa rồi. Học 2 lần trung cấp còn gì. Xuống con, điện Cao Thế nó ở gần. Thấy không, tôi nói mấy con câu nó quất 3 câu rồi đó. Vừa thế chứ. Rồi tiếp tục. Phá tan con ma hôn ám. Thế mà mới có 8 giờ 10 mà hôn ám dữ. Làm như ma nó xen vô, nó nhập mặt ai cũng tôi thui, không có tránh tư duy. Ai như vậy thì các ác, các bất thiện pháp được tà kiến nó duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong vị có chánh kiến. Và những thiện pháp được chánh kiến duyên khởi, thiện pháp được chánh kiến duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. Cho nên mình thiện pháp, mình có cái pháp lành ở trong người của mình, mình thấy người này thế này, người kia thế kia, người nọ thế nọ, mà lòng từ bi mình nó sanh ra, nó làm cho mình có một cái năng lượng. Năng lực là phải thể hiện lòng từ bi của Đức Phật và phải thể hiện trí tuệ của Đức Phật. Cho nên bắt đầu chánh kiến, từ đó nó duyên khởi. Cho nên nhiều người người ta siêng năng, người ta năng nổ, người ta lao vào tất cả mọi việc. Còn nhiều người ta nói nó đi tan đá hết, đi chưa tới nơi. Nó cầm cục đá mà nó đi tan đá hết là nó chưa tới chỗ. Thế vậy thì chết còn sướng hơn. Tà tư duy này các tỷ kheo, do chánh tư duy làm tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà tư duy duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh tư duy. Người mà có cái suy nghĩ đúng đắn, có cái suy nghĩ tốt lành, nghĩ nhân quả đúng, mình làm cho nhân quả của chính mình. Cho nên là sáng nghe pháp chiều chết cũng được, tối nghe pháp lát nữa chết cũng được. Cho nên là người ta có chánh tư duy rồi là người ta các cái tà tư duy nó bị tiêu diệt.
và những thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi, và các pháp ấy được phát triển trở thành viên mãn. Tà ngữ cũng vậy, do chánh ngữ làm cho tiêu diệt. Những ác bất thiện pháp được tà ngữ nó duyên khởi thì các cái pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh ngữ. Nghĩa là cái người mà có những cái lời nói chân chánh, những lời nói đúng đắn, những lời nói đem lại lợi mình, lợi người đời này và đời sau, thì những người nói dốc á, những người có những lời ác tâm á, từ từ họ xấu hổ, họ mắc cỡ, họ biến mất, và cuộc đời của họ nó cũng chẳng có ra gì. Vì sao vậy? Họ thích nói những chuyện xấu ác, cho nên là cuộc đời của họ nó cũng tàn như tro. Và những thiện pháp được chánh ngữ duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. Cho nên nghe những cái lời ác á, chúng ta khỏi cần phải phân bua, khỏi cần phải biện hộ gì hết. Những người ác thì nó theo quả ác lần lần nó phải chết thôi. Nó cũng y như là tự đốt lửa thì nó tự thiêu thôi. Chứ không cứ gì mình phải ngồi đó mình phân bua, nếu mà không có thì mình cứ ninh trình, mình ngồi mình nhìn thử coi nó ra làm sao. Nghĩa là người ác gieo duyên ác, nhân ác duyên ác, thì quả ác nó phải đem họ đến cái chỗ ác thôi. Chứ mình đâu có cần phải nói. Mình thương mà mình nói, còn mình trời ơi ngát quá mà nói nó không nghe thì thương gì nổi nữa. Thôi chúc mừng bạn. Cho nên có người hỏi sao mà con tàn tạ vậy mà thầy còn chúc mừng. Thầy nói ơi thầy chúc mừng con, mày ngu quá mà nói mày không nghe tàn tạ mày làm chuyện chứ làm sao. Nói gì mà nghe được. Con phải nói câu hỏi của con vậy nó hợp lý nè, mai mốt khéo hỏi nghe, phải cân nhắc con hỏi, chứ để không là nó gọi là cạn cợt, nó gọi là thiếu tư duy. Con hỏi gì nó mới đúng nè. Thưa sư phụ, động từ nó có động từ theo quy tắc và động từ bất quy tắc. Người làm ác phần lớn nó chết sớm là đúng đời, đáng đời nó. Nhưng mà có nhiều người làm ác, họ có một số người chứ không phải nhiều người ác chết sớm. Có một số người họ làm ác, tại sao họ sống dai? Ngược lại có một số người đáng ra họ làm thiện họ phải sống dai, đằng này họ làm thiện họ lại chết sớm. Nhớ là chỉ một số ít thôi nha, chứ sao nó ác sống dai? Nó vậy hô làm ác hết sao? Nó vậy là nó vậy hình thế là hợp lý không? Ừ, cho đèn với tay không hợp lý. Nguyên tắc hợp lý ác phải chết sớm. Tại sao vậy? Bây giờ giả sử như đó, nó giết người, nó cướp của, nó tàn nhẫn, quay qua quay lại nó còn sống không? Thì chết hết rồi, lâu lâu còn đứa tri lùng hoài nó chưa ra. Chứ sao ác phải sống lâu? Hỏi gì sao trả lời? Hỏi gì mà trả lời vuốt theo cái chết, chết một đạo. À cho nên là chẳng qua là bất quy tắc thôi. Thì con coi coi ở trong chùa này đứa nào làm ác thử coi đã sống lâu không. Thấy không? Ờ cho nên là mấy người làm ác chết hết rồi, còn làm thiện á thiện ta mới còn sống, đúng không? Cho nên mà mình nói mình phải hiểu, chứ còn hỏi cái kiểu đó là khó trả lời lắm. Đưa ta vào cõi khó, ta sửa câu hỏi cho nó ra câu trả lời. À vậy là quý vị hiểu rồi ha. Ta chỉ cần sửa câu hỏi ra câu trả lời, chứ không phải là ta hỏi sao mình trả lời vậy. Nhớ không? Nhớ các vị pháp sư nghe không? Muốn ta hỏi cái mình đuối mình trả lời chết luôn. Người ta hỏi nó sai ở trong câu hỏi đó, làm sao mình trả lời? Mình trả lời là sai luôn ha. Rồi tà mạng là do chánh mạng làm cho tiêu diệt. Tà tinh tấn là do chánh tinh tấn làm cho tiêu diệt. Tà niệm là do chánh niệm làm cho tiêu diệt. Tà định là do chánh định làm cho tiêu diệt. Tà trí là do chánh trí làm cho tiêu diệt. Tà giải thoát là do chánh giải thoát làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp do tà giải thoát khởi lên thì các pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh giải thoát. Và các thiện pháp được chánh giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được phát triển và trở thành viên mãn. Do vậy, này các tỷ kheo, có 20 thiện phần, 20 bất thiện phần. Đại pháp môn 40 đã được chuyển vận không bị chặn đứng
Bởi một sa môn, một bà la môn, thiên, ma, phạm thiên hay bất kỳ một ai ở đời có thể chống lại lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn. 40 pháp đã được chuyển vận, không bị chặn đứng. Nghĩa là Đức Thế Tôn vận hành bánh xe chuyển pháp luân. Nói như trong kinh Chứng Đạo Ca vậy đó. Lời của ta như một thớt voi từ trên đỉnh núi cao đùng đùng đi xuống, không có một con vật nào mà có thể dám cản đường cái con long tượng từ trên đỉnh núi nó chạy xuống, không có một vật nào, tất cả vạn vật đều khiếp sợ. Nếu có sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, nghĩ rằng đại pháp môn 40 này đáng bị phê bình, đáng bị chỉ trích, thời ngay trong hiện tại 10 thuận thiết tùy thuyết hợp pháp được nói lên để chỉ trích người ấy. Nếu tôn giả chỉ trích chánh kiến, thời các sa môn có tà kiến. Các tôn giả ấy là những vị đáng được cúng dường, các tôn giả ấy là những vị đáng được tán thán. Các tôn giả ấy chỉ trích chánh tư duy, thời các sa môn bà la môn có tà tư duy. Thì các tôn giả ấy là những vị đáng được cúng dường, các tôn giả ấy là những vị đáng được tán thán. Đó, quý vị thấy không? Đức Thế Tôn không phải chỉ bảo, chỉ nói như vậy và cho rằng sa môn bà la môn, những người đệ tử của mình là đúng hết. Đức Thế Tôn nói không. Nếu ai, nếu tôn giả nào chỉ trích được chánh kiến thì các sa môn có tà kiến. Người ta chỉ mình, người ta chỉ trích về chánh kiến của mình là tại vì mình tà kiến cho nên ta chỉ trích chánh kiến của mình. Vậy tại sao ta nói người tu mê tín? Tại vì mình mê tín. Hiểu không quý vị? Mình không có chánh kiến cho nên người ta nói mình mê tín là bởi vì mình tà kiến. Còn việc tôi làm không ai dám chỉ trích là bởi vì sao? Giả sử như sư phụ vẫn cúng sao, nhưng mà ai vô cái buổi cúng sao nói tôi tà kiến bước lên. Trước khi tôi cúng, tôi giải thích mấy con sao này từ đâu mà đến. Tôi cúng xong là nó còn nguyên. Chứ đâu phải tôi cúng rồi cái nó rớt hết đâu. Còn hỏi nó ở đâu, tôi có biết đâu. Chuyện đó của nó chứ đâu phải của tôi. Chẳng qua là mọi thứ tôi đã giải thích rõ hết rồi, theo phong tục tập quán ông cha ta ngày xưa. Rồi cái này nó thuộc về đạo gia, nó thuộc về pháp gia, nó thuộc về binh gia, chính trị gia, vân vân. Thì mấy ông đó ông làm, giờ này chiếu theo mấy ông đó ông cũng nhập niết bàn hết rồi. Nhưng mà con cháu đời sau nói ông cha tôi vậy 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 cho nên giờ tôi phải làm vậy vậy. Mà giờ không có ai làm thì tôi vô chùa tôi nhờ thầy làm, còn thầy không làm tôi lại chùa kia. Thì thay vì lại chùa kia mà giờ nó đông quá rồi chùa kia, thì quý thầy cũng phải tùy thuận chúng sinh mà cúng cho chúng sinh. Thì tại sao mình không gánh bớt cái việc của quý thầy đi, mình còn giải thích cho nghe, à cái này là tôi cầu an, tôi nói tôi phải có chánh kiến đàng hoàng, tôi mượn phương tiện này tôi cũng cầu nguyện thiên tinh, thái bạch tinh quân, la hầu tinh quân, kế ô tinh quân đến đây chơi uống nước ăn trái cây. Xin gia hộ cho những người có ba tay còn hai tay bình thường. Cầu nguyện đàng hoàng. Tam tay. Chứ để viết dùm cái bài đó huynh đọc cho nó ổn nha. Nguyện thái bạch tinh quân, kế đô tinh quân, la hầu tinh quân, chư vị tinh quân lên đây uống nước ăn trái cây. Cái động đó tôi nói nhỏ. Thì tôi mời bữa nay uống nước ăn trái cây gia hộ cho những người đã đến đây cầu nguyện. Nhờ họ biết bỏ ác làm lành mà mấy ông đỡ việc. Thấy không? Chứ không mấy ông chiếu mạng người ta, mấy ông cũng tạo nghiệp chứ bộ. Tuy nhiên thái bạch chiếu cho người ta sạch nhà, vậy bộ thái bạch sướng lắm hả? Nên là thái bạch đến đây ăn trái cây xong rồi giả hộ cho gia đình của nó, giặt đồ cho trắng không còn dơ mà không bị sao, thái bạch chiếu. Trời ơi, tao nói lại quá trời. Vậy thôi, chứ tôi cúng tôi còn không hiểu nữa, mình sao người ta hiểu.
Nhưng mà cái việc đó là mình phải cúng, mình tâm mình thành. Bây giờ tôi nói vậy chứ tới gần tôi cúng tâm thành dữ lắm mà. Tôi cúng là sao thứ điều rớt xuống đó. Tôi nguyện tha thiết lắm. Tại mình phải nhập tâm. Để xử mình lại tới cái, trước cái đám ma, giờ rằng mình biết là cái xác này bây giờ nó còn hồn không? Cái xác không chứ đâu còn hồn. Biết hồn pháp nó bay gì đâu. Mà có người hỏi thầy cúng vậy là má con đi đâu? Tôi nói tôi biết sao được vậy? Làm khó nhau không? Tôi cũng kinh vậy chứ còn có đi đâu đi sao tôi biết. Nhưng mà mình vẫn cúng một cách nhập tâm là bởi vì sao vậy? Vì cái hương linh ta có tha tâm thông. Ông thầy mà cúng mà không nhập tâm là người ta biết. Dầu rằng có hay không tôi đâu có biết. Tôi đến tôi cũng khai thị cho hương linh. Này hương linh, sống vốn khôn ngoan thác phải linh, âm dương tụ tán phải phân minh. Cho nên tôi lấy chính kiến tôi khai thị đàng hoàng. Dầu rằng còn sống hay khi chết, âm hương linh là người đi trước, tôi là người đi sau. Trước sau chúng ta cũng phải đi một chiều thôi. Cho nên bây giờ tôi cúng cho hương linh, tôi thay cho người ở lại để dâng cho hương linh để tôi cúng. Tâm tôi nó thành kính, cho nên là tâm thành sự thành. Đức Phật có dạy như vậy, tôi làm như vậy. Có cảm tất có ứng. Tôi nhập tâm và tôi thỉnh hương linh ngồi đây thì hương linh về ngồi đây. Còn hỏi có hay không thì sao tôi biết? Lỡ mà nói chứ con nãy con thấy thầy niệm xong cái nhang nó rung rinh, tôi nói ơi mày đừng làm tao rung mày. Tao đang cầm cái nhang mà nó đang nó rung rinh. Không lẽ tao đang cầm nó leo trên ngồi. À. Cho nên là có nhiều người chờ người ta đem cái tâm linh lại tao nói mình rung muốn chết luôn. Lúc hồi nãy thầy cúng. Lúc hồi nãy thầy đang tụng kinh. Còn thấy cái bóng đi ngang sao thầy? Nhát thôi. Có nhiều gia đình chơi cỡ đó. Nhưng mà mình mà yếu bóng vía là mai mốt mình không dám mình tới cúng nữa chứ. Có nhiều gia đình nó chơi vậy đó. Nó chơi thử cái ông thầy này có chánh kiến không? Nãy con thấy thầy cúng máu con ngồi sau lưng thầy. Trời ơi lần sau thỉnh ông nó ta đau bụng. Cái chuyện má mày ngồi thì bác sống bà cũng ngồi, mà bác chết bà cũng ngồi, thì chuyện đó mày thấy tao có thấy đâu. Còn thì việc tao tụng kinh là tao lo tao tụng kinh. Mày nói kiểu đó mày mốt tù viện linh thú không có đứa nào đi rồi mày ráng mày chịu à? Rồi có mình tao đi cho chết hay sao? Chứ nhiều đứa nó sợ ma cãi trợ luôn, mày nói kiểu đó mày mốt đó. Cứ có đám là không có đứa nào đi à, chết luôn sư phụ rồi con. Cho nên giàu nó có nói nhưng mà sư phụ cũng đâu có nói. Nhớ khơ giái đó, mình có chánh kiến đàng hoàng. Dầu nó nói cho mình nghe, bữa nay mình mới nói. À, cho nên là cái chánh kiến là nó diệt đi cái tà kiến. Cái chuyện mà sanh tử là chuyện bình thường. Cho nên là mình có sai người ta mới nói mình sai. Mình không sai, không ai dám nói mình sai. Rồi. Nếu tôn giả nào chỉ trích về chánh giải thoát thì các sa môn đó, các bà la môn đó đã có tà giải thoát rồi. Cho nên các tôn giả mà chỉ trích đó là những vị đáng được cúng dường. Các cái tôn giả ấy đáng được tán thán. Đức Thế Tôn nói là cứ chỉ trích. Giả sử người A chỉ trích người B, tại vì người B có cái tà, cho nên người A ta chỉ. Nếu có sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, nghĩ rằng đại pháp môn 40 này đáng bị phê bình, đáng bị chỉ trích, thời ngay trong hiện tại 10 thuận thiết hợp pháp được nói lên để chỉ trích người ấy. Này các tỷ kheo, cho đến các dân chúng ở Ukala và dân chúng ở Vesa, dân chúng ở Prana theo vô nhân luận. À, bây giờ chúng ta lại nghe có những cái tôn giáo khác cùng với Đức Phật đồng hành cùng một thời đây. Vô nhân luận là luận không có nhân. Vô tác luận là luận không có hành vi. Vô hư vô luận là luận về thế giới này là hư vô. Vân vân, những vị ấy cũng không nghĩ rằng đại pháp môn 40 đáng chỉ trích, đáng bị phỉ báng. Vì sao vậy? Vì sợ bị quở trách trở lại, bị phẫn nộ, bị dân chúng công kích. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch. Rồi. Bây giờ
kinh 117 là kinh Đại Kinh 40. Ai lên nói được con số 40 này? Cho cái khăn. Khăn ướt không buồn ngủ. Nếu cái khăn chưa phải giá thì cho coi cái cho coi sâu chuỗi. Hay là cho cầm thêm miếng. Chứ sâu chuỗi này sao cho được. Sâu chuỗi này là Phật Ngọc á. À, Phật Ngọc thế giới. À, rồi quý Phật tử phải bỏ mấy tỷ ra mua đó. Hả? À, Phật Ngọc này lúc mà làm Phật đó, nó dư gù đá ra cái ta làm này. Cho nên là cái này mấy tỷ rồi mà không ai mua hết, cho nên còn lại sư phụ đeo. Rồi quý Phật tử, đại chúng, ai lên nói được 40 pháp này coi. Nếu không có ai, xin mời chú Khai. Một tràng pháo tay cho chú Khai. Thấy không, biết nín thinh hết là chỉ có chú Khai. Xin vô đây đi con, đứng xin vô đây. A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý đại chúng. Qua sự chỉ dạy của sư phụ nói về cái tựa đề của bài kinh số 40 thì con cũng xin cố gắng nói lên cái tựa đề này. Thì trước tiên về tựa đề kinh thì ngày xưa Đức Phật không có đặt tựa đề kinh, mà sau khi các lần kết tập kinh điển mới đặt tựa đề cho kinh. Thì kinh số 40 mà Đại Kinh 40 thì nói về thập chánh đạo. Trong thập chánh đạo thì lấy chánh kiến dẫn đầu, mà trong mỗi cái chánh thì nó có chánh và tà, trong đó là nhân lên là 20. Trong có cái chánh lại có hữu lậu và vô lậu, 20 nữa là nhân lên là 40. Như vậy là 40 pháp được đề cập trong bài kinh này nên gọi là Đại Kinh 40. Vì sao mà có chữ đại mà thêm vô đằng trước? Tại vì bài kinh này từ sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, văn nghĩa đầy đủ, từ cư sĩ tại gia cho đến những vị bước trên con đường thánh đạo đều có thể thực hành. Nói về cho hàng hữu học thì có bát chánh đạo, tiến lên hai cái chánh trí và chánh giải thoát dành cho những vị nào quyết tâm để đạt đến quả vị A-la-hán. Thì bát chánh đạo thì được thường xuyên nói đến, nhưng mà thập chánh đạo này chỉ có hệ thống kinh điển Nikaya mới nói đến chánh trí và chánh giải thoát. Về bát chánh đạo cũng như thập chánh đạo, thực chất là một lộ trình tâm, mà lộ trình tâm này xuất phát từ chánh kiến, là cái nhìn của mỗi cuộc đời con người, cũng một thế giới, cũng một sự vật, cũng một hiện tượng, cũng một đối tượng, cũng một chủ thể, cũng một khách thể, nhưng mà chúng con, những người tu tập hay không tu tập, chỉ khác nhau cuộc đời ở mỗi cái nhìn. Đó là phần kết luận của con A Di Đà Phật và giải thích về 40. Kính mạch sư phụ dạy thêm và chư tôn đức dạy thêm. Cho cái khăn à. Ai bẻ được ý này và chỉ được cái điều sai, cái chỗ thiếu trong lời giải thích của chú Khai, sư phụ cho cầm. Cầm số chuỗi này rồi trả lại. Cầm là hên lắm. Sâu chuỗi này là sâu chuỗi của Natra, cái càng khôn nguyện của Natra. Thì do nó quánh với Nga Quảng
nó bị bể. Nó tạo thành hộp hộp. Anh nói hay á, anh nói cái dòng càng khôn nguyện của Na Tra nó nói vòng tròn, nó không có hộp hộp. Lúc nó quánh với Nga Quảng á, bể. Rồi ai à, ai à, ai có ý kiến gì về hai cái ý hồi nãy? Một bên thì nói là chánh kiến nó có chánh tư duy, à chánh kiến nó có chánh niệm với chánh tinh tấn làm sự trợ duyên, thấy không? À, làm cận duyên và tư trợ. Rồi, còn ai nữa không? Không là sư phụ kết luận đi ngủ à. Rồi hết rồi ha, 8 giờ rưỡi rồi, thôi kết luận đi ngủ ha. Một bản kinh thường khi ta kết luận 3 việc. Việc thứ nhất, kinh số 40 là chú Khai cũng đã kết luận được cái nội dung của nó. Nghĩa là nói có 10 cái phần chánh, thay vì mình có bát chánh đạo thôi, thì ở đây thêm 2 phần nữa là chánh trí và chánh giải thoát, cho nên gọi là 10. Vậy thì 10 cái thánh phần này được diệt 10 cái ác phần kia thì gọi là 20. Mà trong quá trình diệt ác phần đó thì có 2 loại chúng sinh để diệt. Một, chúng sinh hữu lậu diệt vẫn còn ở trong tam giới, có thể chứng được bậc hiền. Nhưng mà loại thứ hai thì đến cái chỗ bậc thánh vô lậu, nghĩa là có chánh trí và chánh giải thoát. Vậy thì trong quá trình hữu lậu và vô lậu đó đã thêm 20 phần nữa, thì lời của Đức Thế Tôn nói về bản kinh này không có một tông chỉ nào, một tư tưởng nào có thể chống lại hay là chỉ trích hay là phá hoại. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là bản kinh phần cuối. Đức Thế Tôn gọi cái bản kinh này là thế nào? Bản kinh này là bản kinh Đại Pháp. Vị ấy nghĩ rằng Đại Pháp Môn 40 đáng chỉ trích, đáng bị phỉ báng, thì vị ấy không có dám nghĩ. Tại sao vị ấy không dám nghĩ mà cũng không dám chỉ trích? Là bởi vì ai mà chỉ trích thì sẽ bị quở trách, phẫn nộ và công kích. Còn nếu như cái đoạn trước Đức Thế Tôn nói rằng nếu có một tôn giả nào chỉ trích chánh kiến thì vì trong sa môn đã có tạc kiến, cho nên Đức Thế Tôn tán thán cái người chỉ trích. Vậy thì được bao nhiêu người thực hành đúng đắn để chỉ trích sa môn Bà La Môn đó? Cho nên là quý vị suy nghĩ cái việc này. Vậy thì ai là người chỉ trích để được tán thán, cúng dường, tôn trọng? Vậy thì cái người chỉ trích phải là cái người bằng với người ta và cao hơn người ta mới chỉ trích cái người ngang mình và thấp hơn, đúng không quý vị? Hiểu ý này không? Cho nên á, quý vị thường bị phạm vào cái chỗ ta thấp hơn nhưng mà ta chỉ trích người cao hơn, cái này là ta mang tội lỗi hay là ta đúng đắn? Ta tổn phước, ta tội lỗi, ta phá hoại, gọi là phá hòa hợp chúng, coi chừng mang vào tội ngũ nghịch. Giả sử như mình là con, mình cái gì mình hơn cha mẹ mà mình dám chỉ trích cha mẹ? Hay là cái đứa lớp 1 nó học giỏi, nó chỉ trích cái đứa lớp 5 học dở. Vậy thì mình nghe cái đứa lớp 1 này học giỏi thì mình khen nó, nhưng mà nó chỉ trích anh nó lớp 5, nó nói anh nó học dở, thì mình nghĩ là cái đứa lớp 1 này nó đúng hay nó sai?
cái thằng anh mày nó lớp 5 nó học dở, nhưng xin thưa mày phải 5 năm nữa mày mới biết là mày ra sao. Mày học lớp 2 mày nghỉ mất rồi. Mày học giỏi dữ lắm nhưng mà học lớp 2 là mê chơi nghỉ rồi, không học nữa. Và tự phụ kiêu căng và cho mình giỏi cho nên nghỉ rồi. Anh nó học dở nhưng mà học tới lớp 12, học tới đại học. Em học giỏi dữ lắm, lớp 8 ra trường. Mình có nên chỉ trích người hơn mình không? Người trên mình. Cho nên trong đạo Phật có một cái tông ti nha. Ai vô chùa trước là sư huynh, ai vô chùa sau là sư đệ, sư muội, là sư tỷ. Nói sao nghe vậy? Trời đã gì trời. Nên có tông ti trật tự đàng hoàng, không vụ cãi vã. Rồi, đến nào mà cái người ta thọ giới trước, ta nói cho người thọ giới sau, là người thọ giới sau phải nghe. Chứ không có vụ mà cãi. Ở đây là không có nói đúng sai, không có cãi. Người trước nói, người lớn nói, người nhỏ nghe. Đây quy luật. Tại sao Đức Phật đưa cho chúng con đến cái chỗ bình quyền, đưa chúng con đến chỗ bình đẳng, đến chỗ nhân quả rõ ràng, đạo Phật là đạo trí tuệ, thì tại sao mà Ngài có dạng như là bắt ép chúng con như vậy? Đức Phật nói không phải ta bắt ép đâu, mà đó là duyên đó. Cho nên những vị ở trong hoàng cung mà đi xuất gia đó, thì vị nào mà công tôn thái tử rồi đó, là Đức Thế Tôn cho xuất gia sao? Dạ sư phụ, tôi cũng hỏi được. Dạ sư phụ, nếu như mà người ta nói sai mà mình cũng theo người ta thì mình có cộng nghiệp không? Rồi cho một tràng vỗ tay. Người ta nói sai mà con làm thì con cộng nghiệp. Người ta nói sai mà con làm thì con cộng nghiệp. Mà người ta nói sai mà con cãi thì con cũng cộng nghiệp. Nghĩa là con không cãi nhưng con biết nói sai, thì con phải còn người lớn hơn để con hỏi. Mà con không được cãi, vì sư muội là không có vụ cãi. Giả sử như sư tỷ nói sai mà mình biết điều đó là sai, nhưng mình là sư muội mình không có được cãi. Vậy là còn người lớn hơn để mình hỏi là sư phụ. Mà khi hỏi sư phụ rồi thì mình nói dạ con không có cãi, nhưng con không làm theo lời nói sai đó, thì lúc này còn có sư phụ chứ không được quyền cãi đó. Nhớ vậy nha, người nhỏ không được quyền cãi người lớn, dầu rằng người lớn nói không đúng. Trong đạo Phật á, vậy mới nó mới có sự tôn ti trật tự, nó mới có sự là trên nói dưới nghe. Còn khi nào mà ở dưới nói mà ở trên nghe là góp ý, mà góp ý một cách thật sự cung kính. Nếu người nhỏ muốn không nghe lời người lớn phải nói thế này. Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch sư tỷ. Em nghe sư tỷ nói như vậy là em vẫn y giáo phụng hành, em không có lời gì nói hết. Nhưng nếu được tỷ cho em góp ý. Vậy là nếu sư tỷ là một cái người biết lắng nghe và người có trí, thì sư tỷ sẽ nói thế này: à này hiền muội, nếu có điều gì chưa ổn xin muội hãy góp ý cho. Nếu việc nếu tỷ nói là sai, nhân đó tỷ nhận lỗi và sửa lỗi. Tỷ là phải hiểu vậy, khi muội mà lên tiếng thì tỷ phải hiểu vậy. Tại sao vậy? Đâu phải cái gì mình cũng đúng, nhưng mà muội góp ý và phải góp ý một cách chân tình, góp ý một cách lịch sự, góp ý một cách dễ thương, chứ không phải nói sai biểu tự nhiên nói gì là bị đòn. Nhưng mà sư phụ, có nhiều vị cái bản ngã của người ta rất là lớn, hầu như người ta không lắng nghe thì làm sao góp ý? Rồi một tràng vỗ tay tặng cho con. Chính con nói là một tấm gương, nó phản ngược lại mình. Mình đang nói bản ngã người ta, chính là mình thấy bản ngã mình. Vì vậy đúng. Nhưng mà nhớ là sư phụ dạy, khi chúng ta thấy bản ngã người khác là tấm gương ta thấy luôn bản ngã mình ở đó. Vậy khi mình góp ý, mình phải bỏ cái bản ngã mình để mình không thấy bản ngã của người ta, thành ra huynh đệ cùng tu. Còn nếu chúng ta thấy bản ngã ở nơi người khác, nghĩa là phản chiếu lại bản ngã ngay chỗ mình, vậy là huynh đệ cùng ngu.
hiểu thế nào nè. À, vậy là huynh đệ cùng tu, nghĩa là người này góp ý, người kia lắng nghe và ngược lại. Còn nếu mình góp ý mà người kia không nghe thì huynh đệ cùng ngu. Rồi, con góp ý hay quá. Nhưng xin thưa con, xưa giờ nước chảy một chiều, chỉ có bậc thánh mới có nước chảy ngược. Chỉ có đại nguyện của Đức Thế Tôn mới có bình bát chảy ngược dòng nước. Từ xưa tới giờ ta chưa từng thấy nước chảy ngược bao giờ. Cho nên phận làm em nghe đi con. Tương tác cái gì mà tương tác, trình nói như vậy nghe. Nước thì nó chỉ chảy có một chiều. À, đó nó bắt đầu sư chú hết nhẫn rồi đó. À, sư chú lên tiếng luôn, chịu nhẫn gì chưa? Đó, tu là phải nhẫn, tu là phải nhịn. Thúc bây giờ là lên tiếng luôn đấy. Thấy không? Có nhiều đó còn cũng không biết. À, xin thưa, nếu mình tu mà mình còn thấy cái quyền và mình còn nghĩ người khác lạm quyền, như vậy thì người đó không biết tu. Mà người đó không biết tu thì mình nên thương họ hơn, chứ mình đâu có nên hơn thua với họ. Đã họ không biết tu, mình còn hơn thua với họ thì mình có biết tu không? Anh chị thì hơn thua anh cháy. Vậy mà vậy, người ta không biết tu mà mình còn hơn thua nữa thì mình đâu có biết tu. Cho nên cái việc mà trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, còn mình nói người ta không nghe thì như vậy là người ta hết thuốc rồi. Mà người ta hết thuốc thì người ta cũng ở trong chùa, nhưng mà sống qua ngày chờ qua đời, người đó không bao giờ có thánh quả được. Nghĩa là thánh quả họ không có. Họ không còn biết lắng nghe, họ không còn biết sửa đổi thì thánh quả họ bỏ qua rồi. Như vậy thì thôi, họ làm được gì, cái phước báo hữu lậu thì cứ để cho họ làm. Vì họ vẫn tu tập, nghĩa là họ vẫn đang trên chiều hướng hướng thiện, nhưng mà cái hướng thiện của họ chỉ có hữu lậu thôi, họ không có quả chánh trí và quả giải thoát. Họ không có tuệ giải thoát, nghĩa là họ không biết lắng nghe, họ không nhận lỗi là trong pháp quy y, họ đã bỏ đi quy y pháp rồi. Vì họ không hề có pháp lắng nghe, làm sao họ trở về? Pháp lắng nghe là pháp trở về. Họ phải nghe cho được chân tâm của họ, họ thấy cho rõ được những pháp bên ngoài là tương tác. Nhờ pháp tương tác đó mà họ thấy chính họ. Đằng này người khác tương tác mà họ vẫn không thấy thì người này gọi là vô tàm vô quý. Những con người vô tàm vô quý thì còn gì để nói? Mà ta không cần nói thì điều đó, nếu ta muốn góp ý, ta góp ý cái vị lãnh đạo tối cao. Chứ còn ở thế gian này, ở kế bên chùa mình có thằng hút chích, mình hút, mình góp ý nó chích mình luôn sao? Thì mình có góp ý, mình ra xã mình góp ý, chứ mình nói với nó lát lem buồn nó chích mình. Dầu rằng ở gần với nhau nhưng mình dám góp ý không? Chứ rằng nó mới góp cái gì nữa. Còn gần mình có thằng giang hồ, à, nó vừa hút chích mình gì đâm chém giết người nữa, nhưng mà nó không đụng gì tới mình hết. Thì thôi đóng cửa tụng kinh đi, bị đặt dối qua nó, mày đừng có đi giết người nha, lát nữa tao giết ai giết mày. Ngu chứ, rảnh. Bây giờ tao không đi giết ai nữa, tao giết mày. Lộn xộn. Cho nên là mình, đối tượng mình nhắc là ai, mình có nên nhắc hay không, và nhắc như thế nào, thế cái đó mình phải khéo, phải không? Cho nên thương là phải khéo. Thôi tôi kết luận chứ để không cho bà con người ta ngủ. Điều thứ nhất ha, ở đây Đức Phật nói 40 pháp, nghĩa là chúng ta có 10 cái pháp, pháp lành, pháp thiện, đó được xem như là bát chánh, thì bây giờ là thập chánh ha. Rồi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, được chưa? Cái người mà thuộc rồi đó thì nó không có gì khó đó, chúng ta chỉ cộng thêm hai chánh nữa thôi. Mà hãy có chánh thì phải có tà. Bây giờ kết luận thứ hai là trong cuộc đời hãy có chánh ắt phải có tà. Cái luận thứ hai là có chánh là phải có tà, mà có tà cho nên là ta phải diệt cái tà của ta, ta diệt cho nó tà tà. À, là ta tu là ta phải làm cho nó mờ dần đi
cái xấu ta nó mờ dần đi, cái bản ngã ta nó mờ dần đi, chứ không phải là ta tu là ta thành Phật liền, biết không? Ta tu cho cái xấu của ta nó mờ đi và cái tốt của ta nó tăng lên, chứ không phải tu một sớm một chiều là thành tựu. Cho nên là về bóng tối và ánh sáng thì không phải nói là ánh sáng lên là bóng tối hết liền, nó phải từ từ. Và chúng ta gọi là khi ánh sáng và bóng tối chúng không có ranh giới. Cứ hở ánh sáng nó vừa cái trái đất nó vừa xây thì ánh sáng nó cứ thế, nó cứ thế mà vận hành, chứ nó không có cái nào sáng tuyệt đối mà nó cũng không có cái nào tối tuyệt đối. Nó chỉ ở cái một giây phút nào đó nó giữa cái này, ánh sáng nó giữa bên này thì bóng tối nó giữa bên này, nó chỉ có giây phút đó thôi rồi nó lại chạy qua rồi. Cho nên cái khắc mà không giờ, cái khắc mà không không giờ đó, cái khắc đó nó chỉ là một khắc thôi. Sao cái giây đó nó đã là không không giờ, không 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 một giây rồi. Ấy chỉ có một khắc thôi, cho nên nó không có cái tuyệt đối. Ở thế gian Đức Phật gọi là tương đối. Khi mặt trời nó nằm đây, nó chiếu về trái đất cứ xoay như vậy và bóng tối ánh sáng cứ như thế mà lộn quanh, chứ không phải là tuyệt đối sáng và cũng không phải tuyệt đối tối, và chúng không đứng lại, cho nên sáng không có và tối cũng không có. Từ cái chỗ đó chúng ta phải tương đối ở góc độ là ta nói có chánh kiến diệt tà kiến. Nhưng tà kiến là gì? Tà kiến là những giây phút ta chợt, ta vọng khởi, ta chợt vọng bởi có dục, bởi có sân, bởi có hại. Hãy nói dục thì không có nói tham, nói dục phải nói hại. Dục, sân, hại. Vậy là ly dục. Hả? Vô sân bất hại, ly dục vô sân bất hại. Vậy thì muốn ly dục nó dễ hay khó? Vừa dễ và vừa khó. Ngồi đó luôn đi ấy ơi. Chúc mừng. Rồi, kết luận thứ ba, Đức Phật dạy cho chúng ta không có một cái pháp nào có thể chống lại lời dạy của Đức Thế Tôn. Người nào chống lại thì người đó sẽ bị tự hủy hoại bởi 10 pháp chánh. 10 cái pháp lành đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, ai cũng thấy, ai cũng biết, người ta cũng nghe. Cho nên người nào chống lại lời Đức Thế Tôn dạy thì người đó tự bị mọi người chỉ trích, ta không cần nói. Cho nên là người ta pha quan Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn bình án nói. 8 ngày sau Đức Thế Tôn cho ngài A Nan đi ra ngoài nói là ai gieo nhân xấu ác ắt có quả báo xấu ác. Con chỉ nói vậy thôi, chứ đừng có nói người ta. Con chỉ nói lời Đức Thế Tôn dạy. Ai nhân gieo nhân quả xấu ác, ắt phải gặt quả xấu ác đó. Chỉ nói vậy thôi, chứ không cần nói. Không cần nói là ông A bà B là người xấu, nói xấu tôi, nói thế này, nói thế nọ, nó chi vậy. Ai gieo nhân xấu ác, quả báo xấu ác đó họ nhận. Là vậy. Vậy thì Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta một niềm tin vững chãi ở nơi lời dạy của Đức Thế Tôn. Không có một ma quân nào có thể phá được. Không có một đối tượng nào, từ Phạm Thiên, ma quân, Bà La Môn, Sa Môn, vân vân và vân vân, không có một cái nào phá được hết. Cho nên người tu vững chãi, an lành, thực hành 10 cái pháp chánh, chánh kiến, chánh tư duy. Vậy thì bây giờ mình nghe là trong tất cả các pháp, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà bây giờ Đức Thế Tôn lại nói vào chánh kiến, thì có hai cái chánh theo nữa là chánh tinh tấn và chánh niệm. Mà chúng ta nghe chánh tinh tấn, chánh niệm là nó ra chánh định, đúng không? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chánh tinh tấn với chánh niệm nó đi theo chánh kiến. Chánh kiến là đi đầu trong tất cả các chánh. Vậy thì người nào tu tập có chánh kiến, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, ba cái chánh này được xem như là cái kiềng ba chân để đưa đến chánh trí và chánh giải thoát. Vì vậy mà chánh kiến nó đi đầu thì có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nó làm gì? Nó làm cận duyên.
và có chánh niệm tư trợ. Tại sao chúng ta nói chánh tinh tấn nó cận duyên? Là bởi vì chánh kiến mà có chánh tinh tấn thì chúng ta mới thấy, và thấy một cách tốt nhất, thấy một cách năng động nhất, thấy một cách có cái nội lực nhất. Còn chánh niệm chính là nó tư trợ, nghĩa là khi anh có chánh tinh tấn thì anh sẽ nghĩ được những cái việc này, việc nọ, việc kia tốt hơn. Chứ còn chánh kiến mà chánh niệm nó cận duyên thì chánh tinh tấn đẩy nó không nổi. Chánh tinh tấn chỉ có tư trợ thì đẩy không nổi. Tại vì cái chánh niệm của chánh kiến là phần lớn nó an phận thủ thường. Vì thấy cuộc đời này nó chúng sinh này nó không có gì, không nghĩ luôn. Có giải tượng nào tới nay chết thì giờ hỏi không biết, không kỹ luôn. Nghĩa là một niệm sanh khởi mà thiếu cái tinh tấn nó đi trước, nó trợ duyên cho chánh kiến, thì mình có chánh kiến đó, nhưng mà chánh niệm nó chạy ra, nói là chánh niệm nhưng mà khi một niệm sanh khởi thì mình thấy chúng sinh ổn không? Không ổn. Cho nên Đức Phật định nhập Niết Bàn. Đức Phật sau khi thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài định nhập Niết Bàn. Tại sao? Thì chúng sinh không có độ được. Những gì ta chứng đắc ta không thể nói cho chúng sinh nghe. Rồi, cái duyên đó nó vừa khởi ra, Đức Thế Tôn định nhập Niết Bàn. Thì mười phương chư Phật và chư thiên hiện ra thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế, tùy duyên thuyết pháp. Như vậy, lúc này Đức Thế Tôn vì thương tưởng cho chúng sinh mà Đức Thế Tôn tùy duyên thuyết pháp. Thì với Đức Thế Tôn thì cái niệm quán xét chúng sinh nó được khởi, vì Đức Thế Tôn không khỏi cần nói chánh kiến rồi phải không? Ngài có Phật nhãn này. Nhưng mà khi một niệm Ngài duyên với chúng sinh thì Ngài thấy giờ chúng sinh không thể nào ta nói được, cho nên giờ ta nói thẳng là nó nghĩ tu. Cho nên ta phải nói vòng vòng. Ta nói con ơi, tu dễ lắm con, ăn chay làm lành chắc chắn thành Phật. Trời ơi, dễ, dễ quá. Cái thấy nó cũng chưa ăn chay được, nó nói con ăn chay con bữa sao con thấy xót ruột quá chứ. Nó vậy không, khỏi ăn chay con, niệm Phật. Cứ Nam Mô Di Đà Phật đi, đứng ngồi nằm niệm Phật, chắc chắn thành Phật. Trời, sao tu dễ chứ, tu. Cái thời gian sao nó, sao con niệm Phật mà nó cứ vọng tâm, sao con thành Phật được. Vậy nó, thôi con xả đi con, xả để cho nó hết vọng. Cái nó ăn đâu xả đó, ăn đâu xả đó, dọn muốn chết. Hai người dọn, dọn không nổi, xả. Tại giờ nó an lạc dữ lắm, nó đâu có dọn đâu, ăn tới đâu nó xả tới đó. Cho nên phải dụ nó từ từ, từ từ, từ từ. Ở nó ăn nó dọn, Đức Phật đi dọn muốn chết vậy, ăn nó xả đó. Như vậy thì mình hiểu được cái ý của Đức Phật dạy thôi, chứ còn mình hỏi là như thế nào thì dạ không có câu trả lời như thế nào. Dầu rằng có chánh kiến, dầu rằng có chánh kiến, nhưng mà chúng sinh này khó độ lắm. Cho nên nãy con chỉ là đại diện hỏi cho mọi người thôi, nhưng mà nhớ là đại diện hỏi thôi, chứ còn thực sự ra mà nói ai thương ai ghét thì người đi tu không cần ai thương, cũng không sợ ai ghét. Vì ta thương có khi mình còn mệt thêm nữa, khó tu hơn. Thì cũng nói thương nhắn tin hỏi thăm hoài mệt chết, khỏi thương người ta nhẹ hơn, thấy không? Còn nói ghét phải không? À, ghét là mình tu sao mình bị ta ghét, chắc ăn ở thì sao cho người ta ghét, không phải. Ta ghét là tại vì tu cái pháp môn ghét, mình không có làm gì ta cũng ghét, nó bệnh ghét. Cái tâm của người ta nó ích kỷ lắm, nó thấy mình đẹp dai nó cũng ghét. Thấy mình học giỏi hơn nó cũng ghét. Thấy mình chạy xe nhanh hơn nó cũng ghét. Nó mắc mớ gì. À, nó thấy cái chùa mình rộng hơn nó cũng ghét. Thôi cái. Quên không nói đợi nha. À, như vậy thì như vậy là mình hiểu được phải không? Cho nên là thôi, không sợ ai ghét, mà cũng chẳng cầu ai thương. Do không cầu thương cho nên đâu có bị, đâu có sợ ghét. Rồi, thôi chúc mừng, chúc quý vị tinh tấn tu hành. Ủa, nãy giờ quên hỏi Thúc. Ờ, lâu lắm rồi. Sư phụ giới thiệu cho đại chúng. Đây, sư Thúc Nhuận Bửu. Trước lúc kết thúc nó còn 3 phút 28 giây nữa.
Ấy Thúc có đôi lời 28 giây chừa lại 3 phút. A Di Đà Phật. À, kính bạch giảng sư Đại Đức Thích Thiện Sư. Kính thưa chư tôn thiện đức tăng, cùng toàn chư tôn thiện đức ni, cùng toàn thể đại chúng. Thôi được rồi, đứng đây được rồi. A Di Đà Phật. Thật sự là rất có nhân duyên. Thật sự cái này Nhung Bổ học rất là lâu rồi, hôm nay mới nghe. Nó có cái duyên lành là được nghe giảng sư Thích Thiện Sư giảng lại, cho nên lắng nghe từng lời từng chữ. Cho nên là giống như mình đang tắm gội một cái dòng pháp mà từ lâu rồi, sau khi học ra thì nói chung cũng đi là Phật sự cũng rất nhiều nơi, cho nên là cả lẫn nước ngoài cũng đi được, cũng đối với thầy Thiện Sư thì chắc cũng không là gì, nhưng mà đi cũng được 6-7 nước. Thì cũng chưa bao giờ có một cái hội chúng, và thầy cũng luôn cầu nguyện cho Đại Đức Thích Thiện Sư, và luôn cầu nguyện cho nơi đây thành tựu Phật sự nhiều hơn, để có những cái buổi giảng đông đúc hơn và đại chúng được tắm gội thấm nhuần pháp lạc, pháp hỷ trong hội chúng nhiều hơn, đem lại lời lạc cho quần sanh nhiều hơn. Và trước khi dứt lời, cầu nguyện cho đại chúng chúng ta là y theo lời của Pháp Sư để tinh tấn tu tập. Và nói như là Pháp Sư từng nói là chúng ta đang đua dai, đua với chính bản thân và thân mạng của chúng ta. Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Cho nên là mong đại chúng hãy về đích trước khi là cuộc đua thời gian của mình, thánh mạng của mình đã kết thúc. Nó đến đích một cách rõ ràng hơn. A Di Đà Phật, luôn cầu nguyện cho đại chúng sinh. Thỉnh sư Thúc ngồi lên chút xíu đi. Ngồi lên để Pháp Sư mà. Dạo rằng một phút nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Rồi một phút dấu quên. Dạ, rồi. Rồi. Đó, an tọa để tôi ngồi, chứ tôi ngồi kế bên tôi hầu. Tôi làm thị giả chút. Dạ. Dạ, không sao. À, chuyện gì? À, kính thưa... xin thưa Đại Đức Thích Nhuận Bửu, thì kính thưa toàn thể thiền địa đại chúng, thầy Nhuận Bửu thì xuất gia trước Thiện Xuân, cũng có thời gian tu học rất là lâu dài. Đối với thầy kể thì thầy đã cho đến giờ này tu học 30 mấy năm mà, tính ra là thầy tu từ nhỏ lúc mấy tuổi vậy đó? 6 tuổi là thầy đã đi tu rồi. Do vậy mà năm nay là tính ra là 34 năm mà, 34, 35 năm mà phải không? Năm nay thầy 40 hả? 40, cho nên là 34 năm tu tập rồi. Cho nên là tóm lại là ăn biết bao nhiêu hủ chao rồi, giờ là thấm tương thấm chao nhiều lắm rồi. Cho nên là tính ra thời gian tu thì Thiện Xuân tu không có bằng, nhưng do thầy thọ giới tỳ kheo sao, nhưng mà tiếu theo cái giới tỳ kheo thì thầy nhận Thiện Xuân làm sư huynh. Và trên con đường tu tập thì Thiện Xuân rất là kính quý thầy Bửu, vì thầy có một cái đại nguyện, cho cái đại nguyện và thầy có sự cảm ứng, và bây giờ những cái công tác Phật sự của thầy thì thầy làm nhiều hơn. Nên trên tinh thần huynh đệ kết nghĩa là để cố gắng làm cho công tác Phật sự tốt hơn, cũng mong rằng sự hiện diện của thầy Nhuận Bửu ở đây, với lời cầu chúc của thầy, Thiện Xuân cũng nhận cái lời cầu chúc đó, và mong cho cái đại chúng trong vòng một năm sau có được vài trăm người ở tại trú xứ ở đây, để ngày nào cũng giảng vài trăm người chứ không phải vài chục người. Mong rằng sự cầu nguyện của sư Thúc sớm được thành tựu như sở nguyện. Nam mô Thường Thành Tựu Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi quý, sau khi hồi hướng xong
Thì quý sư cháu cũng nếu ai gieo duyên với Thúc thì quý vị nên gieo duyên để mai mốt thành tựu được giống như Thúc. Nam mô duyên lành hội đủ Bồ Tát. Rồi, cung kính chư tôn đức và đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ phiền não khổ tâm, thề nguyện đoạn pháp môn vô